bây giờ mình đi đổi hai dương bí kíp và sau đó mình sẽ up bí kíp lên. Tổng thiệt hại là 5150, thứ tượng nhân lên đó là 60.000 nguyên bản. Còn lại mình sẽ đổi hết những cái điểm này. Xuống ngựa rồi mở một phát nào, hãy xem 60.000 nguyên bảo của chúng ta làm được cái gì. Một ô thôi. Ây da, tiểu vô tương công, thời gian tiểu bí kíp kỹ năng giảm 5%, điều ký giảm 5% à? Ra. Ôi cái gì đây? Cái gì thế nhỉ? Ôi xôi. Thiếu lắm à. Ôi giời. Nội phong ngoại phong của bản thân và đồng đội tăng 500. Ây da, có nút chia sẻ không? Không có thì thôi. Trời ơi. Tôi phải quay lại thế giới mới được. Điều chỉnh xuất chiến thì mình sẽ chỉnh lại luôn. Thiết lập nhắm cái tiểu vô tướng công vào đây đi. À, nghĩa là thiếu lâm thì không dùng được rồi. Tẩy tủy kinh thiếu lâm thì không được dùng này. Linh ngộ bao nhiêu phí sao ấy nhỉ? Đúng không? Đó, cho đeo luôn này. Sao lại không có đeo tẩy thủy kinh mà vẫn cho hỏng? Đây này, không cho hỏng luôn này. Trong khi đây vẫn còn thiếu lâm vỡ tình này. Thế nghĩa là chỉ được bán đấy. Tiền đấy. Bây giờ thì bồi dưỡng nó thì viên này mình có thể nhận được ở bí kíp. Chắc là để thu hồi bí kíp. Đây. Đổi hết luôn 280. Và bên này là cũng ngày được 600. Đấy,
khá nhiều điểm. Mình sẽ đổi hết 1100 thì nó làm 100 rồi. Và bên này mình có 1300 là 130. Rồi. Xóa thôi, sử dụng. Tiếp đi. Bí kíp tăng đến level 10, nhân vật tăng lên 60. Tăng cấp đi. Hết xu. Mình giảm được 300 xu tăng cấp. Thế thì bây giờ phải tăng bậc đúng không? Phải thêm một bậc nữa. Cách nhận. Vẫn là tứ tượng đồ. Ai bán không? Thế thì không ai bán rồi. Đi hang thần bí thắp hương vậy. À ư nhờ. Bình tĩnh. À chỉ có cái khổ thiền thôi. Khổ thiền thì mình ấy được mà mua được mà. Ơ. Rồi, hiểu. Hiểu luôn rồi. Lại sai rồi. Thế anh em phải giữ lại mảnh để đột phá rồi. Cản đấy. Còn điểm không? Thế đó. Bạn đi. Rồi bị kíp nào. Thế thì nghĩa là muốn đột phá thì vẫn phải giữ lại cái mảnh đấy. Ok. Pha nghịch giải rồi. A xỉu.